Ok, thì trong cái phần này cô sẽ hướng dẫn các em một cái bài nho nhỏ nhá. Cái bài này là để mình ví dụ như mình học ngoại ngữ chẳng hạn. Thì toàn clip. Đấy. Thì mình có các cái mẫu câu, các cái cụm từ mà hay sử dụng. Bonjour. Ça va? 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 J'habite à... Je m'appelle... Bienvenue. S'il vous plaît. Ok, thì đấy là cô demo về cái app một chút. Đại khái là mình có các cái nút, kích vào các cái nút thì trên cái giao diện hiển thị thì mình sẽ có là mẫu câu, nó bản chất là đấy là một cái nút. Đấy, thì sau đó thì là mình sẽ bật các cái nội dung phù hợp. Thì mình sử dụng cái bài này cô hướng dẫn nhằm mục đích là để giúp các em biết cách sử dụng cái phần là audio cũng như là các cái media nói chung. Thì cô đã gửi cho các em các cái file ở đây. Các cái file là để phát âm đúng không nhỉ? Đấy, các cái file đọc nó ở đây rồi. Đấy, thì ví dụ như speaking English này, good evening trong tiếng Pháp nó là gì chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì mình có các cái giao diện như thế này. Thì đầu tiên là mình làm giao diện trước, sau đó mình bắt sự kiện. Thì đi cô hướng dẫn các cái bước cơ bản nhá. Thì bây giờ là phần giao diện này. Phần giao diện thì các em có cái gì? Đấy. Phần này này. Đấy, các em có cái phần là grid. Đấy. Đầu tiên là các em có cái grid đúng không nhỉ? Mình xem cái phần là struct của nó nha. Cái struct là cái cấu trúc của mình đây đúng không? Mình có cái constraint này, mình có grid này. Đấy, thì cái grid này các em căn chỉnh nội dung nó phù hợp, căn chỉnh các cái thuộc tính nó phù hợp. Đấy, ví dụ đây là chiều cao độ rộng. Đấy, sau đó là các em căn chỉnh lề một chút nha. Margin 10 pixel 10 dB để làm sao để căn chỉnh các góc, sau đó là margin theo các góc. Cách các góc thì là 8 dB. Còn giữa các phân tử với nhau, đấy, margin. Đấy, thì mình là 10 dB. Thì sau đó nữa là các cái nút. Đây là các cái nút. Đấy. Thì trong các cái nút này thì các em để muốn nó giãn ra theo một cái cột ấy, thì các em để là layout, row, wise, column wise. Cô để các cái chiều đấy nha. Đây. Width, column này. Đấy, một này. Layout, gravity này. Fill này. Margin là 10 dB này. Đây là ID này. Còn on click thì mình bắt đúng với sự kiện thôi. Là play face. Sau đó mình để thêm một cái tag nữa. Cái tag này thì nó sẽ cái nội dung này là cái gì? Đấy, thì mình sẽ đặt cái tag nó theo đúng cái file audio ấy. Ví dụ đây là do you speak English, mình để cái tag là do you speak English. Thế sau đó nữa là cái nút thứ hai, mình để là good evening thì nó sẽ ăn theo cái file này. Để ăn theo cái file này, hiện tại thì nó chưa ăn theo file đấy. Cái tag này nó chưa làm cái việc đó. Nhưng ý của cô đó là mục đích của mình tương lai là mình làm cái việc này, tức là mình đồng bộ giữa cái nút đấy, với cả cái tag này, cái nút này có cái tag này, thì mình dựa vào cái tag này mình sẽ bật được cái file video, cái file audio tương ứng nha. Thì đây mình có các cái file và tương tự như vậy mình có các cái nút. Đấy. Thì các cái nút này thì các cái thuộc tính này nó giống nhau, các thuộc tính này mình quy định nó giống nhau. Đấy. Các em quy định các thuộc tính này để nó giãn cách phù hợp. Thì các em cứ nghịch thôi, các em quy định đến đâu thì các em xem nó độ giãn nó như thế nào. Các em cái bỏ cái phần layout gravity này. Đấy, để các em diffuse nha. Thế sau đó nữa là để row với cả column cái thuộc tính như này. Thế sau đó nữa thì phía dưới mình để các cái phần thôi. Đây là mình có cái nút mình bắt sự kiện là on click và tất cả các cái nút này mình bắt chung một sự kiện hết. Đấy. Thì mình để các cái tag. Còn cái tag này là hiển thị cho người dùng. Đấy, cái chữ hello này hiển thị cho người dùng. Còn cái chữ hello này thì nó là tag này thì nó sẽ ăn theo cái file này. Đấy, thì mình lướt qua một loạt các cái nút. Như vậy là mình thấy về cơ bản ấy, thì tất cả các thuộc tính này giống nhau, chỉ khác nhau về ID này, khác nhau về tag này, khác nhau về tag nha. Thì đây là cái code design, cái code design. Như vậy để làm được cái việc này thì đầu tiên là các em tạo một cái project, sau đó các em có các cái file audio, các em để vào trong cái folder Draw như thế này, và cô đã cung cấp cái folder này cho các em rồi, các em chỉ cầm kéo thả vào cái rest này thôi. Thế sau đó các em kéo các cái nút vào. Thì các cái nút này thì giống như hôm trước cô hướng dẫn các em ấy, thì các em kéo một cái nút trước. Đấy, sau đó thì các em tinh chỉnh các cái thuộc tham số này. Thế sau đó thì các em copy paste để làm cho nó nhanh. Thế sau đó copy paste để các em tạo khung trước, đỡ phải kéo thả. Thế sau nữa thì bởi vì là khi mà các em copy paste rồi thì nó sẽ có cái khung tương đối, thì về sau các em sẽ chỉ việc chỉnh là cái on click này nó giống nhau đúng không? Tất cả cái margin, các cái layout này nó sẽ giống nhau. Đấy, thì các em chỉ việc chỉnh là cái tag với cả là cái tag thôi nha, chỉnh hai tham số này thôi. Thế như vậy là đầu tiên các em chỉnh đúng một nút chuẩn trước.
Đấy, chỉnh đúng một nút chuẩn trước. Thế sau đó các em làm các cái nút khác tương tự thì các em nhìn thấy các cái điểm khác này nhóm. Các cái phần chính nó ở đây. Đương nhiên là cái on click nó giống nhau, nhưng cái này người ta bôi để thấy cái việc là mình hay sử dụng cái phần đó. Cái đấy quan trọng để mình biết là mình gọi vào cái sự kiện nào. Còn đây text hiển thị, còn đây là cái text nha. Thế thì cái phần này là cái phần design. Thế sau đó nữa thì mình sẽ có phần code thôi. Thì bây giờ mình bắt sự kiện là tất cả các nút này nó sẽ bắt đúng vào một cái hàm, đó là play phase đúng không nhỉ? Thế thì code nó có một xíu này thôi à. Thế thì on create thì không có gì thay đổi cả. Thế cái phần play phase này mình sẽ có cái gì đây? Code này cô xuống dòng để cho các em dễ nhìn thôi nhá. Thì ở đây mình có là phase này thì mình truyền vào một cái view. Thì cái view này chính là một cái nút thì mình convert nó sang dạng button. Đấy, sau đó chỗ này cô lốc thông tin thôi nhá. Cô lốc thông tin ra thôi, thì lốc xem là cái nút nào được ấn này, rồi cô lốc ra cái packet name. Thì cái này nếu mà các em chưa quen, cảm thấy là mình chưa biết cái packet name là nó gì, rồi cái nút mình ấn get text nó ra đúng chưa, thì các em lốc thêm vào. Đấy, thì cái là lốc thôi. Đấy. Thì ví dụ nếu mà xóa cái lốc đi chẳng hạn, thì về cơ bản cái phần code xử lý của mình thì có 3 dòng thôi. Đấy, có 3 dòng thôi đúng không nhỉ? Thì cái dòng thứ nhất là gì? Dòng thứ nhất đó là mình lấy ra cái view. Đấy. Dòng thứ nhất là mình lấy ra cái view, dòng thứ hai là mình lấy ra cái media player. Đấy, mình tạo ra cái media player. Đấy, thì các em cứ viết media player, viết chữ này vào thì các em annotator thì nó sẽ tự import thư viện cho các em nhá. Sau đó media player create this context hiện tại get resource. Đấy, thì cái resource này mình lấy từ đâu? Mình lấy từ cái identifier button press get text, chính là lấy ra cái text. Đấy, thì các em thử lốc ra thì nó xem ra cái gì nhá. Các em lốc cái thông tin đấy ra xem cái text nó ra cái gì. Và mình để trong cái folder là raw đấy, raw ở trong cái packet name đúng không nhỉ? Ví dụ packet name đây thì nó sẽ là tdk.colin.basicfaces đúng không? Raw thì lấy thằng này. Thì ở đây là còn cái text thì mình sẽ để là ví dụ do you speak English thì nó ở đây. Đấy, thế thôi. Thế sau đó cái đoạn đây là tạo ra cái media, để sau đó start cái media lên, thế là xong nhá. Thì cứ mỗi một lần cái nút nó ấn thì nó lại start lên. Ok, thì đấy là cái phần code cơ bản. Đấy, thì các em xem nha.